tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, Giám đốc Trung tâm chống thông tin sai lệch Ukraine CCD, ông Andrii Kovalenko cho biết lực lượng quân đội Triều Tiên đã xuất hiện tại Donetsk. Phát biểu trên truyền hình, ông Kovalenko nêu rõ, những binh sĩ này chưa trực tiếp tham chiến do họ thuộc binh chủng công binh, tuy nhiên khả năng họ sẽ sớm được điều động. Ông Kovalenko còn nhấn mạnh, những binh sĩ Triều Tiên này sẽ mặc quân phục Nga, sử dụng giấy tờ Nga, hòa vào cùng những người Kamaz và Buryat nhằm che giấu thân phận quân nhân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là chiến thuật mà phía Nga đang tính toán. Chỉ ít chúng tôi nắm được kế hoạch như vậy của đối phương, triển khai lực lượng này trước tiên tại mặt trận Donetsk. Theo ông Kovalenko, sau giai đoạn khởi động, họ sẽ được điều động tới các khu vực khác. Giám đốc Trung tâm chống thông tin sai lệch Ukraine phân tích, việc triển khai 10.000 đến 12.000 quân nhân Triều Tiên tại một hướng sẽ giúp Nga rút quân khỏi đó để điều động sang phía đông, đặc biệt là khu vực Kharkiv. Do vậy, không nên đánh giá thấp mối đe dọa từ lực lượng quân sự Triều Tiên. Trước đó, theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, khoảng 11.000 quân nhân Triều Tiên sẽ sẵn sàng tham chiến bên cạnh Nga vào tháng 11 sau thời gian huấn luyện tại các thao trường ở Nga. Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 25 tháng 10 cho biết nước này sẽ không xác nhận các thông tin báo chí về việc triển khai quân đội hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine sau khi đại diện Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc bác bỏ những cáo buộc này. Trong tuyên bố do hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jong Hyun nhấn mạnh nếu Bình Nhưỡng thực hiện những bước đi như vậy thì động thái đó sẽ phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Triều Tiên cũng là một trong số các quốc gia đã công nhận các nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk. Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vừa trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về việc Triều Tiên đã cử hàng nghìn binh lính sang Nga. Hàn Quốc đang tích cực trao đổi với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Mỹ và Liên minh châu Âu EU về những diễn biến mới nhất. Seoul cảnh báo có thể gửi vũ khí trực tiếp cho Ukraine để đáp trả hành động của Triều Tiên. Ông Zelensky viết trong bài đăng trên Telegram rằng chỉ có một kết luận duy nhất, cuộc xung đột này đã bị quốc tế hóa và vượt ra khỏi biên giới của Ukraine và Nga. Tổng thống Ukraine cho biết ông nhất trí với nhà lãnh đạo Hàn Quốc về việc tăng cường hợp tác song phương và trao đổi nhiều thông tin tình báo hơn, cũng như sẽ có phản ứng cụ thể với sự can dự của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đang có chuyến thăm Nga. Đây được coi là một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, với việc Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ thử vũ khí, trong khi Hàn Quốc và Mỹ mở rộng tập trận. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho rằng nếu Triều Tiên được Nga hỗ trợ và tích lũy kinh nghiệm từ chiến trường thực tế, Bình Nhưỡng sẽ gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh của Hàn Quốc. Nhóm nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho biết trong bản đánh giá mới nhất rằng số lượng binh lính Triều Tiên không chỉ mang tính biểu tượng, họ có thể đóng vai trò hỗ trợ nhưng chỉ chiếm chưa đến 1% lực lượng của Nga. Giữa mối lo ngại ngày càng gia tăng về việc Bình Nhưỡng triển khai 11.000 quân tới Nga. Trong một cuộc họp báo ở Washington với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong Hyun, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông tin, quân đội Triều Tiên mặc quân phục Nga và mang theo thiết bị của Nga đang tiến về Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi đây là diễn biến nguy hiểm và gây bất ổn. Mỹ và Hàn Quốc cho biết một số binh sĩ Triều Tiên đang tiến tới khu vực Kursk của Nga, giáp biên giới với Ukraine, nơi lực lượng Moscow đang cố gắng đẩy lùi chiến dịch của lực lượng Ukraine. Một số đơn vị tiền phương của Triều Tiên đã tới khu vực Kursk và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết có khả năng khá cao rằng Nga sẽ sử dụng lực lượng này trong chiến đấu. Động thái thắt chặt mối quan hệ với Nga của Triều Tiên đã gây ra báo động khi các nhà lãnh đạo phương Tây lo ngại về việc nước này có thể mở rộng cuộc xung đột ở Ukraine và Bình Nhưỡng sẽ nhận được viện trợ quân sự của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết các quan chức đang thảo luận xem sẽ phản ứng ra sao trước đợt triển khai binh sĩ của Triều Tiên, diễn biến mà ông cho rằng có thể mở rộng hoặc kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine, khi được hỏi liệu diễn biến có thể thúc đẩy các quốc gia khác tham gia trực tiếp hơn vào cuộc xung đột hay không. Ông thừa nhận rằng nó có thể khuyến khích các nước khác hành động nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Ông Lloyd Austin cho biết, đây là điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh và đối tác của mình để ngăn cản Nga sử dụng những đội quân này trong chiến đấu. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong Hyun cho biết, ông không tin rằng việc triển khai sẽ gây ra giao tranh trên bán đảo Triều Tiên nhưng có thể làm gia tăng các mối đe dọa an ninh. Ông Kim Jong Hyun nói rằng có khả năng cao Bình Nhưỡng sẽ yêu cầu Nga cung cấp các công nghệ quân sự cao hơn để đổi lấy việc điều quân tới, chẳng hạn như công nghệ tên lửa đạn đạo và hạt nhân chiến thuật. Cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc đều kêu gọi Triều Tiên rút quân. Nga đã phải chuyển một số nguồn lực tới khu vực biên giới Kursk để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine. Các nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng việc sử dụng lực lượng Triều Tiên để tăng cường khả năng phòng thủ của Nga cho thấy tổn thất của Moscow trong cuộc giao tranh kéo dài hơn 2 năm đã làm suy giảm đáng kể sức mạnh quân sự của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng họ làm điều này vì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mất rất nhiều quân và Moscow có quyền lựa chọn giữa việc huy động thêm lực lượng của mình hoặc nhờ nước khác giúp đỡ. Ông Lloyd Austin lưu ý rằng Nga đã tìm kiếm nguồn cung vũ khí quân sự từ các quốc gia khác, trong số đó có Triều Tiên và Iran. Mỹ ước tính hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Triều Tiên ở Nga. Theo một quan chức cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc, người phát biểu với điều kiện giấu tên trong cuộc họp ngắn rằng Seoul và các đồng minh đánh giá rằng số lượng được phái tới Nga đã tăng lên 11.000 quân nhân. Giới chức Hàn Quốc cho biết hơn 3.000 người trong số họ được cho là đã di chuyển tới các khu vực chiến sự ở phía tây nước Nga mà không nêu rõ địa điểm. Tạp chí Financial Times trích dẫn nguồn tin tình báo Ukraine cho biết khoảng 3.000 binh sĩ Triều Tiên đã di chuyển từ vùng Viễn Đông đến tỉnh Kursk của Nga. Theo nguồn tin tình báo, chỉ có vài trăm trong số 3.000 binh lính là lực lượng đặc biệt, còn lại là quân đội chính quy. Vào ngày 28 tháng 10, lực lượng này đã đóng quân tại doanh trại cách biên giới Ukraine khoảng 50 km, chờ lệnh tiếp theo từ Bộ Chỉ huy Nga. Nguồn tin tình báo cũng lưu ý, binh sĩ Triều Tiên chưa có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Hiện Nga và Triều Tiên chưa bình luận về các thông tin trên. Ngày 29 tháng 10, Lầu Năm Góc cho biết vài nghìn binh lính Triều Tiên đang tiến về tỉnh Kursk của Nga và một nhóm nhỏ đã đến đó. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận những dấu hiệu ban đầu cho thấy Nga có thể triển khai lực lượng này với vai trò bộ binh để chiến đấu với quân đội Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Ukraine nên đáp trả nếu quân đội Triều Tiên vượt qua biên giới vào Ukraine. Ông cũng bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại tỉnh Kursk. Các nhà phân tích nhận định, nếu việc Triều Tiên đưa lực lượng sang hỗ trợ Nga được xác nhận sẽ khiến cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua bước sang giai đoạn mới, đồng thời có thể gây xáo trộn những mối quan hệ khác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sáng ngày 31 tháng 10 theo giờ Việt Nam, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS chưa nêu rõ thông tin chi tiết, song cho biết lực lượng này đang tiến hành phân tích vụ phóng mới nhất của Triều Tiên. Động thái của Triều Tiên diễn ra sau khi giới chức quân đội Mỹ và Hàn Quốc có cuộc thảo luận về quốc phòng thường niên tại Washington trong ngày 30 tháng 10. Lần gần nhất Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn là cách đây hơn một tháng vào ngày 18 tháng 9. Nga cho biết Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui sẽ có cuộc họp tham vấn chiến lược với người đồng cấp Sergei Lavrov tại Moscow. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh phương Tây lo ngại về khả năng Triều Tiên tham gia cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong cuộc họp báo ngày 30 tháng 10, bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Triều Tiên đang trên đường đến Moscow và thông tin chi tiết về cuộc hội đàm với ông Lavrov sẽ được thông báo sau. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, bà Cho đến vùng Viễn Đông vào ngày 29 tháng 10 trước khi đến Moscow. Đây là chuyến thăm thứ hai của bà đến Nga trong vòng 6 tuần, diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine dường như đã chuyển sang giai đoạn mới. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Hàn Quốc bày tỏ lo ngại quân đội Triều Tiên có thể sớm tham gia vào cuộc xung đột để hỗ trợ Moscow. Mỹ và NATO nói rằng một số binh lính Triều Tiên đã đến tỉnh Kursk của Nga, nơi lực lượng Ukraine đang kiểm soát một phần. Ngày 29 tháng 10, Lầu Năm Góc cho biết có thêm vài nghìn binh lính Triều Tiên đang đến đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng việc đưa binh lính Triều Tiên sang hỗ trợ Nga là rất nguy hiểm và nói rằng Kiev nên đáp trả nếu lực lượng Triều Tiên tiến vào lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin không phủ nhận sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại Nga. Moscow tuyên bố có mọi quyền phát triển quan hệ với Bình Nhưỡng theo cách họ thấy phù hợp. Khi được hỏi liệu chuyến thăm của bà Châu có liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova cho biết đây là một phần của cơ chế đối thoại chính sách giữa hai quốc gia láng giềng thân thiện. Bà nói đây là hoạt động ngoại giao bình thường, điều này không nên gây ra hoài nghi cho bất kỳ ai. Khi được hỏi liệu Nga có rút khỏi lệnh trừng phạt Triều Tiên của Liên Hợp Quốc hay không, bà Zakharova nói rằng tình hình đang thay đổi và Nga sẽ rút ra kết luận. Tuy nhiên, bà cho rằng các lệnh trừng phạt không giải quyết được căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên mà còn bị Mỹ và các đồng minh biến thành vũ khí thô bạo chống Bình Nhưỡng. Tổng thống Ukraine Zelensky vừa cảnh báo rằng yếu tố binh sĩ Triều Tiên khiến xung đột vũ trang Nga-Ukraine vượt ra khỏi khuôn khổ hiện tại và bị quốc tế hóa cao độ. Mỹ đã sẵn sàng cung cấp cho Ukraine thêm nhiều vũ khí nóng trước tình hình mới. Moscow không phủ nhận thông tin nói rằng lính Triều Tiên đang có mặt tại Nga. Cụ thể, nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky nói rằng sự hiện diện của hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên dự kiến sẽ tăng cường cho lực lượng Nga trên tiền tuyến, đang đẩy cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vượt ra ngoài biên giới của các nước tham chiến. Giới lãnh đạo phương Tây cáo buộc Triều Tiên đã gửi khoảng 10.000 quân sang hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga. Họ cảnh báo rằng sự liên quan của Triều Tiên trong cuộc chiến tại châu Âu cũng có thể gây xáo trộn các mối quan hệ ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, bao gồm cả Nhật Bản và Australia. Ngày 29 tháng 10 năm 2024, Tổng thống Zelensky cho hay, ông đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và thông báo với người đồng cấp rằng 3.000 binh lính Triều Tiên đã có mặt tại các căn cứ quân sự gần tiền tuyến Ukraine. Ông Zelensky dự kiến số lượng binh sĩ Triều Tiên này sẽ tăng lên thành 12.000 người. Cũng trong ngày 29 tháng 10, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Pat Ryder thông báo hiện chỉ có một số lượng tương đối nhỏ binh sĩ Triều Tiên tại tỉnh Kursk của Nga, nơi lực lượng Nga đang nỗ lực đánh bật quân Ukraine. Theo ông Ryder, thêm 2.000 quân Triều Tiên nữa đang di chuyển về hướng này. Hàn Quốc giữ liên lạc chặt chẽ với NATO, Mỹ và Liên minh châu Âu EU về những diễn biến mới nhất này. Trước đó, Hàn Quốc cảnh báo rằng họ có thể gửi vũ khí sang Ukraine để đáp trả lại cáo buộc Triều Tiên đưa quân sang Nga. Trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Zelensky viết về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Chỉ có duy nhất một kết luận, cuộc chiến này đã bị quốc tế hóa và vượt ra ngoài biên giới của hai nước tham chiến. Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ, ông và Tổng thống Hàn Quốc Yoon cũng đồng ý đẩy mạnh hợp tác song phương và trao đổi thêm thông tin tình báo, cũng như hình thành những phản ứng cụ thể đối với động thái liên quan của Triều Tiên trong xung đột Ukraine. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS có trụ sở tại Mỹ nhận định, số binh sĩ Triều Tiên nói trên có khả năng sẽ đóng vai trò hỗ trợ và chỉ chiếm chưa đến 1% lực lượng Nga. Nga đang rất cần nhân lực và đây chính là một yếu tố trong nỗ lực của Nga bổ sung hàng ngũ quân nhân mà không cần phải thực hiện thêm một lần động viên lực lượng dự bị. Trong khi đó, ngày 24 tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã không phủ nhận các tuyên bố của Mỹ cho rằng Triều Tiên đã gửi quân sang Nga. Ông nói rằng hình ảnh vệ tinh về di chuyển của lính Triều Tiên là chuyện nghiêm túc. Còn trên truyền hình Nga vào ngày 25 tháng 10, Tổng thống Putin nhấn mạnh việc tương trợ quân sự giữa Nga và Triều Tiên là vấn đề của riêng Nga và Triều Tiên. Đại diện của Bộ Ngoại giao Triều Tiên mới đây cũng nói rằng nếu truyền thông quốc tế đề cập rằng binh sĩ Triều Tiên hiện diện ở nước ngoài thì hoạt động đó của Triều Tiên cũng vẫn tuân thủ luật pháp quốc tế. Tại Washington, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan vào ngày 29 tháng 10 đã gặp gỡ với cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Zelensky để thảo luận về vấn đề lính Triều Tiên. Hai bên cũng bàn về lượng vũ khí mà Mỹ gia tăng cung cấp cho Ukraine để giúp Kiev bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng trước các đợt tập kích của Nga. Cố vấn Sullivan và tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak chia sẻ mối quan hệ về cáo buộc binh lính Triều Tiên được triển khai tại tỉnh Kursk của Nga và tác động từ động thái đó lên xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay. Những quan chức giấu tên tiết lộ, trong cuộc họp 2 tiếng đồng hồ tại Nhà Trắng, Cố vấn Sullivan đã thông báo vắn tắt cho ông Andriy Yermak về kế hoạch của Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn chuyển giao cho Ukraine thêm các hệ thống pháo, đạn dược và xe thiết giáp, hàng trăm chiếc như vậy trước khi ông chính thức kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào tháng 1 năm 2025. Cố vấn Nhà Trắng nói với chánh văn phòng Yermak rằng vào cuối năm 2024, chính quyền Mỹ có kế hoạch cung cấp cho Ukraine thêm 500 quả tên lửa Patriot và AMRAAM để giúp Ukraine củng cố hệ thống phòng không. Sau đó, cũng trong ngày 29 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Ukraine cần đáp trả nếu lính Triều Tiên vượt biên tiến vào lãnh thổ Ukraine. Cùng ngày 29 tháng 10, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã đặt chân lên vùng Viễn Đông Nga trong hành trình đi Moscow. Đây là chuyến thăm thứ 2 của Ngoại trưởng Triều Tiên tới Moscow trong vòng 6 tuần. Theo các quan chức Hàn Quốc, Triều Tiên có thể sẽ tìm cách thể hiện khả năng phát triển vũ khí chiến lược của mình bằng cách phóng một tên lửa tầm xa hoặc tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 7 vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Nghị sĩ Lee Seong-kwen ngày 30 tháng 10 cho biết, một bệ phóng di động đã được triển khai để sẵn sàng phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Thông tin trên được ông Lee đưa ra sau phiên điều trần kín của Quốc hội với các quan chức của Cơ quan Tình báo Quốc phòng. Ông Lee cho biết, việc chuẩn bị bệ phóng di động TL đã hoàn tất. Nó đã được triển khai tại một địa điểm cụ thể và một vụ phóng ICBM để xác thực khả năng đưa đầu đạn trở lại khí quyển có thể sẽ diễn ra vào thời điểm xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước hoặc sau vào tháng 11. Một nghị sĩ khác, Park Sun-won nói rằng Cơ quan Tình báo Quốc phòng không tin tên lửa đã được đưa vào bệ phóng, mặc dù nó có thể đã được vận chuyển đến địa điểm trên. Triều Tiên đã thực hiện một loạt các vụ phóng thử ICBM theo quỹ đạo thẳng đứng để các tên lửa rơi xuống trong khoảng cách ngắn hơn nhiều so với tầm bắn được thiết kế, một phần vì lý do an toàn và tránh hậu quả chính trị khi phóng tên lửa vào sâu trong Thái Bình Dương. nhưng họ cần tiến hành một vụ phóng với quỹ đạo tiêu chuẩn để đảm bảo đầu đạn có khả năng tái nhập khí quyển, trong khi vẫn duy trì được khả năng kiểm soát để bắn trúng mục tiêu đã định. Lực lượng răn đe chiến lược của Nga đã tiến hành các cuộc diễn tập, bao gồm các vụ phóng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo liên lục địa từ trên không, trên biển và trên bộ, Bộ Quốc phòng nước này cho biết. Cuộc tập trận được điều hành bởi Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Quốc gia, nhằm mục đích kiểm tra mức độ sẵn sàng của các lực lượng răn đe chiến lược. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belosov cho biết, trong quá trình diễn ra cuộc tập trận, quân đội Nga đã thực hiện các nhiệm vụ mô phỏng tấn công hạt nhân, hàng loạt bằng các lực lượng răn đe chiến lược để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân của đối phương. Theo một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng, các cuộc tập trận cũng bao gồm việc phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa ra từ sân bay vũ trụ Plesetsk tại bãi thử Kuja, Kamchatka. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các mục tiêu của cuộc tập trận đều được hoàn thành, tất cả tên lửa đều nhắm trúng đích. Phát biểu về cuộc tập trận hôm 29 tháng 10, Tổng thống Nga Putin cho biết vũ khí hạt nhân là phương án cuối cùng nếu cần để đảm bảo an ninh quốc gia. Ông cũng tiết lộ, lực lượng răn đe chiến lược sẽ sớm nhận được các bệ phóng tên lửa, tàu ngầm và máy bay ném bom mới hoặc được nâng cấp. Ông Putin nói, với sự gia tăng căng thẳng địa chính trị, cũng như sự xuất hiện của các mối đe dọa và rủi ro từ bên ngoài, quan trọng là phải có các lực lượng chiến lược hiện đại luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ông Putin cũng lưu ý rằng Moscow có kế hoạch cải thiện tất cả các thành phần của bộ ba hạt nhân. Ngày 14 tháng 10, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tiến hành cuộc tập trận hạt nhân quy mô lớn Stephanun. Điện Kremlin cho biết cuộc tập trận sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây trong bối cảnh xung đột với Ukraine. Moscow cũng cáo buộc hệ thống chia sẻ hạt nhân của NATO đi ngược lại với tinh thần không phổ biến vũ khí hạt nhân. Khi được giới truyền thông hỏi hôm 29 tháng 10 rằng liệu Kiev có nên phản công quân đội Triều Tiên hay không, Tổng thống Mỹ Joe Biden trả lời, nếu họ vượt biên giới vào Ukraine thì có. Bình luận về cáo buộc rằng Bình Nhưỡng đã điều động quân đội để triển khai cùng với quân đội Nga, ông Biden cho rằng lực lượng Ukraine nên tấn công quân đội Triều Tiên nếu họ vượt biên giới vào Ukraine. Ông bày tỏ sự lo ngại về việc quân đội Triều Tiên hiện diện tại Kursk, nhưng không nói rõ lập trường của Mỹ nếu binh sĩ của Triều Tiên vẫn ở Kursk. Tuần này, Lầu Năm Góc tuyên bố rằng khoảng 10.000 quân nhân từ Triều Tiên đã đến Nga. Một số người được cho là đang được đưa đến để có thể triển khai chống lại quân đội Ukraine tại khu vực Kursk của Nga. CNN dẫn một số nguồn tin nói rằng binh sĩ Triều Tiên có thể đã có mặt tại Ukraine. Hôm 13 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Triều Tiên không chỉ cung cấp vũ khí cho Nga mà còn cung cấp nhân sự cho các lực lượng quân sự, đồng thời kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Moscow và Bình Nhưỡng đã ký một hiệp ước song phương vào đầu năm nay. Theo đó sẽ hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp bị bên thứ ba tấn công. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từ chối xác nhận hoặc phủ nhận các báo cáo về sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại Nga. Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước rằng hai quốc gia sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận mới. Trong vài tháng qua, lực lượng Ukraine đã phải chịu một loạt thất bại trên chiến trường. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng quyết định của Kiev đưa quân qua biên giới vào Kursk thay vì tăng cường các đơn vị ở phía đông đã góp phần gây ra tình hình nguy hiểm này. Tướng Ukraine Dmitry Matchenko đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn vào tuần này rằng tiền tuyến đang sụp đổ và đổ lỗi cho sự lãnh đạo quân sự kém cỏi. Ông nói thêm rằng quân đội cũng đang phải chịu tình trạng thiếu đạn dược và kiệt sức vì quân đội được triển khai trong vùng chiến sự. Theo các quan chức, Kiev dự định giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực bằng cách tuyển thêm 160.000 quân trong 3 tháng tới. Đầu năm nay, chính phủ đã cải tổ hệ thống nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đưa ra hình phạt khắc nghiệt hơn cho hành vi trốn tránh nghĩa vụ. Nghị sĩ Ukraine Anna Skorokov đã đánh giá rằng số lượng quân đội Ukraine đã đào ngũ hoặc bỏ ngũ hiện đã lên tới hơn 100.000 người. Chính quyền Biden đã cam kết sẽ giúp Kiev cho đến khi nào giành chiến thắng Moscow đã gọi cuộc xung đột này là cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Mỹ cầm đầu chống lại Nga, trong đó người Ukraine đóng vai trò là bia đỡ đạn. Liên quan đến thông tin Triều Tiên triển khai quân đội tới Nga, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte. Theo hãng thông tấn của Hàn Quốc Yonhap, trong cuộc nói chuyện với Tổng thư ký NATO, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết dự kiến tuần này Seoul sẽ cử một phái đoàn tới Ukraine. Tổng thống Hàn Quốc cho biết, phái đoàn Hàn Quốc sẽ báo cáo trước Ủy ban Chính trị và An ninh của Liên minh châu Âu EU, sau đó đến Ukraine gặp gỡ các quan chức tình báo và quốc phòng để chia sẻ thông tin về tình hình chiến trường cũng như thảo luận về các biện pháp hợp tác. Lưu ý tình hình đang chuyển biến nghiêm trọng vì việc triển khai các đơn vị Triều Tiên tại khu vực xung đột có thể diễn ra nhanh hơn dự kiến. Tổng thống Hàn Quốc đã thảo luận về các biện pháp nhằm ngăn chặn bất kỳ sự hợp tác nào giữa Moscow và Bình Nhưỡng với Tổng thư ký NATO Rutte. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng bày tỏ hy vọng NATO sẽ tăng cường giám sát và nỗ lực ngăn chặn khả năng trao đổi vũ khí hoặc tài nguyên giữa hai nước Triều Tiên - Nga. Trước đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã lần đầu tiên chính thức xác nhận việc Bình Nhưỡng gửi binh sĩ hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine, nói rằng quân đội Triều Tiên được phát hiện ở tỉnh Kursk của Nga. Trước cuộc trao đổi với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc điện đàm riêng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để chia sẻ thông tin về hoạt động của Triều Tiên, đồng thời thảo luận về việc hợp tác với các thành viên EU. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nói, đây là tình huống nghiêm trọng khi việc triển khai quân đội Triều Tiên đến tiền tuyến ở Ukraine có thể diễn ra sớm hơn dự kiến. Đáp lại, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc triển khai quân đội của Triều Tiên, theo văn phòng của Tổng thống Yoon. Người đứng đầu EU cho biết diễn biến mới nhất là một vấn đề nghiêm trọng làm gia tăng thêm cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, nhấn mạnh sự sẵn sàng hợp tác tích cực của EU với Hàn Quốc để giải quyết các mối đe dọa an ninh đang gia tăng. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cảnh báo Seoul sẽ không bỏ qua mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa Bình Nhưỡng và Moscow, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp theo từng giai đoạn để ứng phó với các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng. Tổng thống Hàn Quốc cũng bày tỏ lo ngại về khả năng Nga chuyển giao công nghệ quân sự nhạy cảm cho Triều Tiên để đổi lấy việc triển khai quân đội và lực lượng Triều Tiên tích lũy kinh nghiệm chiến đấu từ cuộc xung đột Ukraine. Điều này có thể gây ra rủi ro an ninh đáng kể cho Hàn Quốc. Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky bày tỏ nhất trí với người đồng cấp Hàn Quốc về việc tăng cường liên lạc ở mọi cấp độ để xây dựng các chiến lược và biện pháp đối phó với sự tham gia của Bình Nhưỡng và cuộc xung đột ở quốc gia Đông Âu. Tổng thống Ukraine cũng khẳng định việc Kiev và Seoul sẽ sớm trao đổi để phối hợp hành động. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã chia sẻ dữ liệu về việc Triều Tiên triển khai quân đội tới các cơ sở huấn luyện của Nga gần mặt trận, đồng thời dự báo con số này sẽ lên tới 12.000 quân nhân. Các nhà lãnh đạo phương Tây nói rằng Triều Tiên đã cử khoảng 10.000 binh lính sang Nga, cho rằng sự tham gia của Bình Nhưỡng vào cuộc xung đột với Ukraine, nếu xảy ra, có thể làm xáo trộn những mối quan hệ ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản và Úc. Tổng thống Zelensky cho biết, ông vừa trao đổi với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về vấn đề này. Hàn Quốc đang tích cực trao đổi với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Mỹ và Liên minh châu Âu EU về những diễn biến mới nhất. Seoul cảnh báo có thể gửi vũ khí trực tiếp cho Ukraine để đáp trả hành động của Triều Tiên. Ông Zelensky viết trong bài đăng trên Telegram vào ngày 29 tháng 10, chỉ có một kết luận duy nhất. Cuộc xung đột này đã bị quốc tế hóa và vượt ra khỏi biên giới của Ukraine và Nga. Tổng thống Ukraine cho biết, ông nhất trí với nhà lãnh đạo Hàn Quốc về việc tăng cường hợp tác song phương và trao đổi nhiều thông tin tình báo hơn, cũng như sẽ có phản ứng cụ thể với sự can dự của Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đang có chuyến thăm Nga. Đây được coi là một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, với việc Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ thử vũ khí, trong khi Hàn Quốc và Mỹ mở rộng cuộc tập trận. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, nếu Triều Tiên được Nga hỗ trợ và tích lũy kinh nghiệm từ chiến trường thực tế, Bình Nhưỡng sẽ gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh của Hàn Quốc. Nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho biết, trong bản đánh giá mới nhất rằng, số lượng binh lính Triều Tiên không chỉ mang tính biểu tượng, họ có thể đóng vai trò hỗ trợ, nhưng chỉ chiếm chưa đến 1% lực lượng của Nga. Nhóm nghiên cứu nhận định, Nga rất cần thêm lực lượng và đây là một yếu tố giúp Nga bổ sung thêm hàng ngũ mà không cần tổng động viên lần thứ hai. Các nhà phân tích cho rằng, việc điều lực lượng Triều Tiên sang Nga cũng có thể gửi đi một thông điệp chính trị, củng cố vị thế của cả hai nước trong mối quan hệ với Trung Quốc, đồng thời gửi thông điệp tới Washington và các đồng minh. Gilbert Ruppmann viết trong bài đăng trên trang tin chuyên về Triều Tiên 38 North, Moscow càng có mối quan hệ chặt chẽ với Bình Nhưỡng thì có thể họ càng có thêm công cụ mặc cả với Mỹ cũng như Trung Quốc. Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng không nắm được vấn đề này. Theo các nhà phân tích, vài nghìn quân Triều Tiên sẽ không thể thay đổi tiến trình của cuộc xung đột. Một nhà ngoại giao giấu tên nhận định, việc đưa quân đội Triều Tiên vào một cỗ máy chiến tranh rất phức tạp không phải là điều dễ dàng, nhưng sự hiện diện của họ đe dọa Mỹ và các đồng minh ở châu Á. Lầu Năm Góc ước tính, 10.000 quân đội Triều Tiên đã được điều đến miền đông nước Nga để huấn luyện. Các nghị sĩ Hàn Quốc dẫn thông tin từ cơ quan tình báo nước này cho biết, quân đội Nga đang dạy thuật ngữ quân sự cho binh lính Triều Tiên. Các nghị sĩ Hàn Quốc nói rằng, Moscow vẫn đang hỗ trợ kỹ thuật để giúp Triều Tiên thiết lập hệ thống vệ tinh do thám. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết một phái đoàn của Seoul sẽ đến thăm Ukraine trong tuần này để chia sẻ thông tin về việc quân đội Triều Tiên được điều động đến Nga. Tổng thống Yoon đã trình bày về kế hoạch này trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte. Ông Yoon nói, tôi hy vọng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thư ký Rutte, NATO sẽ tăng gấp đôi nỗ lực giám sát và ngăn chặn các cuộc trao đổi bất hợp pháp giữa Nga và Triều Tiên với tinh thần đoàn kết và phối hợp. Ông Yoon còn cho biết phái đoàn Hàn Quốc sẽ báo cáo trước Ủy ban Chính trị và An ninh của Liên minh châu Âu EU vào thứ Ba, sau đó đến Ukraine gặp gỡ các quan chức tình báo và quốc phòng để chia sẻ thông tin về tình hình chiến trường cũng như thảo luận về các biện pháp hợp tác. Trong cuộc điện đàm thứ hai với Tổng thống Hàn Quốc trong vòng một tuần, Tổng thư ký Rutte cho biết sự tham dự của lực lượng Triều Tiên vào chiến dịch ở Ukraine là vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với NATO. Ông bày tỏ hy vọng sẽ có thể tiếp tục thảo luận về các biện pháp đối phó và chia sẻ thông tin liên quan đến cuộc xung đột. Trước cuộc trao đổi với ông Rutte, Tổng thống Yoon đã có cuộc điện đàm riêng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để chia sẻ thông tin về hoạt động của Triều Tiên, đồng thời thảo luận về việc hợp tác với các thành viên EU. Ông nhận định đây là tình huống nghiêm trọng khi việc triển khai quân đội Triều Tiên đến tiền tuyến ở Ukraine có thể diễn ra sớm hơn dự kiến. Đáp lại, bà von der Leyen đã bày tỏ mối quan hệ sâu sắc về việc triển khai quân đội của Triều Tiên, theo văn phòng của Tổng thống Yoon. Người đứng đầu EU cho biết diễn biến mới nhất là một vấn đề nghiêm trọng, làm gia tăng thêm cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, nhấn mạnh sự sẵn sàng hợp tác tích cực của EU với Hàn Quốc để giải quyết các mối đe dọa an ninh đang gia tăng. Hàn Quốc và Mỹ cáo buộc Triều Tiên gửi 3.000 quân đến miền đông của nước Nga, trong khi cơ quan tình báo của Seoul dự kiến số binh sĩ Triều Tiên được triển khai đến tháng 12 có thể lên tới khoảng 10.000 người. Ông Yoon cho biết sự hợp tác quân đội bất hợp pháp giữa Nga và Triều Tiên về cơ bản làm suy yếu trật tự quốc tế, gây ra mối đe dọa đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và toàn cầu. Tổng thống của Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên rút quân ngay lập tức, đồng thời chấm dứt hợp tác quân sự với Moscow. Ông tuyên bố sẽ cùng với EU xem xét các biện pháp ứng phó thực tế. Ông nói, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp theo từng giai đoạn, tùy thuộc vào diễn biến trong hợp tác quân sự giữa Nga và Triều Tiên. Vào tuần trước, thì Tổng thống Yoon cho biết Seoul có thể sẽ cân nhắc cung cấp vũ khí cho Ukraine thay vì chỉ gửi viện trợ nhân đạo như chính sách trước đó. Cũng trước đó, theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, những binh sĩ Triều Tiên đầu tiên đã được triển khai ở tiền tuyến vào ngày 27 và ngày 28 tháng 10. Người phát ngôn nhóm tác chiến Sevet, ông Minik cũng viện dẫn thông tin tình báo cho biết lực lượng Triều Tiên đang được triển khai gần với mặt trận ở Kursk. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn chưa chạm trán với họ và chưa bắt giữ được bất kỳ binh sĩ Triều Tiên nào. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 29 tháng 10 cho biết, ông đã nhất trí với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol về việc tăng cường liên lạc giữa hai quốc gia ở mọi cấp độ để xây dựng các chiến lược và biện pháp đối phó với sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột ở Ukraine. Theo nội dung cuộc điện đàm được công bố trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky nói rằng hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí tăng cường trao đổi thông tin tình báo và chuyên môn. Ông Zelensky nói, là một phần của thỏa thuận, Ukraine và Hàn Quốc sẽ sớm cử các phái đoàn để trao đổi, phối hợp hành động. Lãnh đạo Ukraine cho biết, ông đã chia sẻ dữ liệu về việc Triều Tiên triển khai 3.000 binh sĩ đến các thao trường của Nga ở gần tiền tuyến. Quy mô nhóm này dự kiến sẽ tăng lên khoảng 12.000 người. Ông Zelensky nói, "Chúng tôi nhất trí tăng cường trao đổi thông tin tình báo và chuyên môn, tăng cường tiếp xúc ở mọi cấp, đặc biệt là cấp cao nhất, để xây dựng chiến lược hành động và các biện pháp đối phó để giải quyết tình trạng gia tăng này, cũng như thu hút các đối tác chung của chúng tôi cùng phối hợp." Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, một phái đoàn của Seoul sẽ đến thăm Ukraine trong tuần này để chia sẻ thông tin về việc quân đội Triều Tiên được điều động đến Nga. Cũng theo Tổng thống Hàn Quốc, Seoul có thể cân nhắc cung cấp vũ khí cho Ukraine, thay vì chỉ viện trợ nhân đạo như chính sách trước đó. Điện Kremlin gọi báo cáo về việc triển khai lực lượng Triều Tiên là tin giả. Một đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nói rằng đây là tin đồn vô căn cứ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, một phái đoàn của Seoul sẽ đến thăm Ukraine trong tuần này để chia sẻ thông tin về việc quân đội Triều Tiên được điều động đến Nga. Tổng thống Hàn Quốc đã trình bày về kế hoạch này trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte. Ông Yoon Suk-yeol nói, "Tôi hy vọng rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thư ký Rutte, NATO sẽ tăng gấp đôi nỗ lực giám sát và ngăn chặn các cuộc trao đổi bất hợp pháp giữa Nga và Triều Tiên với tinh thần đoàn kết và phối hợp." Tổng thống Hàn Quốc cho biết, phái đoàn của Hàn Quốc sẽ báo cáo trước Ủy ban Chính trị và An ninh của Liên minh châu Âu EU vào thứ Ba, sau đó đến Ukraine gặp gỡ các quan chức tình báo và quốc phòng để chia sẻ thông tin về tình hình chiến trường, cũng như thảo luận về các biện pháp hợp tác. Trong cuộc điện đàm thứ hai với Tổng thống Hàn Quốc trong vòng một tuần, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, sự tham gia của lực lượng Triều Tiên vào chiến dịch ở Ukraine là vấn đề ưu tiên hàng đầu đối với NATO. Ông bày tỏ hy vọng có thể tiếp tục thảo luận về các biện pháp đối phó và chia sẻ thông tin liên quan đến cuộc xung đột. Hàn Quốc và Mỹ cáo buộc Triều Tiên đã gửi khoảng 3.000 quân đến miền đông nước Nga, trong khi cơ quan tình báo của Seoul dự kiến số binh sĩ Triều Tiên được triển khai đến tháng 12 có thể lên tới khoảng 10.000 người. Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết, sự hợp tác quân sự bất hợp pháp giữa Nga và Triều Tiên về cơ bản làm suy yếu trật tự quốc tế, gây ra mối đe dọa đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và toàn cầu. Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên rút quân ngay lập tức, đồng thời chấm dứt sự hợp tác quân sự với Moscow. Ông tuyên bố sẽ cùng với EU xem xét các biện pháp ứng phó thực tế. Tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul có thể cân nhắc cung cấp vũ khí cho Ukraine thay vì chỉ gửi viện trợ nhân đạo như chính sách trước đó. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte cho biết quân đội Triều Tiên đã được điều đến Nga và một số đơn vị đã được triển khai ở tỉnh Kursk. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của mình. Ông Rutte nói vào ngày 28 tháng 10 sau khi các quan chức và nhà ngoại giao NATO nghe báo cáo tóm tắt từ phái đoàn Hàn Quốc. "Hôm nay, tôi có thể xác nhận quân đội Triều Tiên đã được điều đến Nga và các đơn vị quân đội Triều Tiên được triển khai đến tỉnh Kursk." NATO kêu gọi Nga và Triều Tiên chấm dứt ngay lập tức các hành động này. Sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Âu, Đại Tây Dương. Ông Rutte nhắc lại thông tin cho rằng, trước đó Triều Tiên đã cung cấp cho Nga đạn dược và tên lửa đạn đạo. Đổi lại, Nga sẽ cung cấp cho Triều Tiên công nghệ quân sự và những hỗ trợ khác để lách các lệnh trừng phạt quốc tế. Tổng thư ký NATO cho biết, ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov về những diễn biến này. Lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk của Nga vào hồi tháng 8 và hiện vẫn ở lại khu vực này. Theo ông Rutte, việc Triều Tiên triển khai lực lượng đến Nga thể hiện sự tham gia tích cực của Bình Nhưỡng vào chiến dịch của Nga ở Ukraine, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là sự mở rộng nguy hiểm của cuộc xung đột. Điện Kremlin gọi báo cáo về việc triển khai lực lượng Triều Tiên là tin giả. Một đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc nói rằng đây là tin đồn vô căn cứ. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak ngày 28 tháng 10 nhận định, các lệnh trừng phạt sẽ là không đủ đối với động thái mới nhất của Bình Nhưỡng. Ông Yermak nói, thúc giục các đồng minh phương Tây của Ukraine nên phản ứng kiên quyết. Quân đội Triều Tiên đã có mặt ở tỉnh Kursk. Đây là một sự leo thang. Chỉ riêng lệnh trừng phạt là không đủ. Chúng ta cần vũ khí và một kế hoạch rõ ràng để ngăn chặn sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột ở châu Âu. Hiện Ukraine đang gồng mình đối phó với kịch bản quân đội Triều Tiên xung trận giúp Nga được dự báo sẽ diễn ra trong tương lai gần. Phương Tây cho rằng hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên đã có mặt tại tỉnh Kursk của Nga nhằm giúp Nga đánh bật lực lượng Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk của Nga. Moscow không phủ nhận những thông tin như vậy. Nga thậm chí còn khẳng định Nga và Triều Tiên có quyền hợp tác quốc phòng trên lãnh thổ của mình. Trước thực tế này, Ukraine đang gồng mình chuẩn bị cho tình huống Nga mở những cuộc tấn công mới ở tỉnh Kursk với sự hậu thuẫn của binh lính Triều Tiên. Ngày 28 tháng 10, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte xác nhận binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai ở tỉnh Kursk của Nga. Ông Rutte cho rằng sự kiện này mở rộng một cách nguy hiểm xung đột Nga-Ukraine. Còn tuần trước, giới chức Mỹ và Ukraine cùng tuyên bố vài nghìn quân nhân Triều Tiên đã đến khu vực này. Theo giới chức Ukraine và Hàn Quốc, những binh lính Triều Tiên là một bộ phận trong đội ngũ lớn gồm khoảng 10.000 quân nhân Triều Tiên chuẩn bị triển khai trong trận tuyến của Nga. Giới chuyên gia quân sự cho rằng con số 10.000 binh lính là quá nhỏ bé để có thể tác động được lên tình hình tổng thể của chiến trường Ukraine rộng lớn, nơi các bên tham chiến đã tung vào trận hàng trăm nghìn binh lính. Tuy nhiên, họ cho rằng 1.000.000 quân Triều Tiên này có thể vẫn đủ để giúp Moscow giành lại lãnh thổ Kursk bị phía Ukraine chiếm đóng từ hồi tháng 8 năm 2024. Ngày 26 tháng 10, Trung tá Artem Kholodkevich, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Cơ giới 61 của Ukraine, cho biết cấp trên thông báo cho họ rằng Liên quân Nga, Triều Tiên có thể sớm tấn công lực lượng Ukraine. Một sĩ quan Ukraine giấu tên tiết lộ, quân đội Ukraine cũng đã cấp cho binh sĩ của họ một cuốn sổ tay dịch song ngữ Ukraine, Triều Tiên để hỗ trợ giao tiếp với lính Triều Tiên, yêu cầu đối phương đầu hàng. Từ đầu tháng 10, quân đội Nga đã cố gắng giành lại những phần lãnh thổ đã mất tại tỉnh Kursk. Giới chuyên gia quân sự tin rằng, với sự giúp sức của binh lính Triều Tiên, quân đội Nga có thể đẩy nhanh quá trình phản kích, thu hồi lại lãnh thổ. Kiev tuyên bố Nga triển khai khoảng 50.000 binh sĩ tại tỉnh Kursk nhưng không tiết lộ số binh sĩ Ukraine tại đây. Trong khi đó, giới phân tích độc lập cho rằng Ukraine triển khai khoảng 30.000 binh lính tại tỉnh Kursk. Như vậy, nếu Nga có thêm sự trợ giúp của 10.000 binh lính Triều Tiên, họ sẽ có lợi thế áp đảo trước quân đội Ukraine. Giới phân tích cho rằng những binh sĩ Triều Tiên này có thể được sử dụng cho những cuộc tấn công trực tiếp hoặc dùng để bảo vệ hậu cứ của khu vực tác chiến, nhằm tạo điều kiện cho quân đội Nga giành tay tấn công. Viktor Kevlyuk, đại tá Ukraine về hưu, hiện làm việc cho Trung tâm Chiến lược Quốc phòng có trụ sở tại Kiev, dự báo các đơn vị Triều Tiên sẽ xung kích vào những vị trí có công sự chắc chắn nhất, còn quân chính quy Nga sẽ củng cố những điểm và tuyến đã giành được. Theo vị cựu đại tá này, Nga sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế hơn quân và lợi thế về pháo binh. John Furman, cựu tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow và Kiev, thì lại có góc nhìn khác. Ông cho rằng binh lính Triều Tiên sẽ lo phòng ngự và củng cố tiền tuyến, còn binh lính Nga sẽ tập trung vào tiến công. Lầu Năm Góc cho biết Washington sẽ không áp đặt giới hạn với Ukraine về sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công Nga nếu như Triều Tiên tham gia hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột. Tuyên bố được Lầu Năm Góc đưa ra sau khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nói rằng các đơn vị quân đội Triều Tiên đã được đưa đến tỉnh Kursk của Nga. Phương Tây lo ngại sự tham gia của quân đội Triều Tiên có thể khiến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chuyển sang giai đoạn mới, dù nhiều chú ý đã chuyển sang Trung Đông. Phương Tây cho rằng điều này có thể giúp Nga bù đắp những tổn thất trên chiến trường và tiếp tục đạt được bước tiến ở miền đông Ukraine. Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói với các phóng viên sau các cuộc họp với phái đoàn Hàn Quốc ngày 28 tháng 10 cho biết hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa đối với an ninh của cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Âu Đại Tây Dương. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng diễn biến này rất nguy hiểm. Lầu Năm Góc ước tính 10.000 quân Triều Tiên đã được triển khai đến miền đông của nước Nga để huấn luyện. Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sabrina Sai phát biểu ngày 28 tháng 10 cho biết một bộ phận trong lực lượng đó đã tiến gần hơn đến Ukraine và chúng tôi ngày càng lo ngại Nga sẽ điều động họ tham chiến hoặc hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk, gần biên giới của Ukraine. Điện Kremlin ban đầu nói rằng thông tin về việc triển khai quân đội Triều Tiên là tin giả. Nhưng ngày 24 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin không phủ nhận việc quân đội Triều Tiên có mặt ở Nga và nói rằng thực hiện hiệp ước hợp tác với Bình Nhưỡng là việc của Moscow. Nhà lãnh đạo của Nga cũng cho biết Moscow sẽ phản ứng tương ứng nếu Mỹ và các đồng minh giúp Ukraine tấn công sâu vào Nga. Một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên không xác nhận thông tin trên báo chí về việc triển khai quân đội đến Nga, nhưng nói rằng nếu như Bình Nhưỡng làm điều đó cũng là phù hợp với các chuẩn mực của quốc tế. Tuần trước, Tình báo quân sự của Ukraine nói rằng các đơn vị đầu tiên của Triều Tiên đã có mặt ở tỉnh Kursk, nơi quân đội Ukraine đang kiểm soát nhiều địa bàn sau khi mở cuộc tấn công lớn vào tháng 8 vừa qua. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết Kiev đã cảnh báo về việc triển khai quân Triều Tiên suốt nhiều tuần qua và kêu gọi các đồng minh phản ứng mạnh mẽ. Ông viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng điểm mấu chốt, hãy lắng nghe Ukraine. Giải pháp, dỡ bỏ hạn chế đối với các cuộc tấn công tầm xa của chúng tôi nhằm vào Nga ngay bây giờ. Theo thông tin tình báo quốc phòng Ukraine thu thập được, Nga đang vận chuyển quân tiếp viện của Triều Tiên ra tiền tuyến trên những chiếc xe tải Kamaz mang biển số dân sự. Tình báo quốc phòng Ukraine đưa tin rằng, vào ngày 27 tháng 10, cảnh sát Nga đã chặn một chiếc xe tải Kamaz mang biển số dân sự chở đầy lính Triều Tiên trên đường cao tốc Kursk-Voronezh. Theo báo cáo, tài xế chở quân tiếp viện của Triều Tiên trên xe kéo đã không có lệnh chiến đấu phù hợp. Trong một cuộc liên lạc vô tuyến bị tình báo Ukraine chặn lại, các sĩ quan của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân Cận vệ 810 thuộc lực lượng Nga, đơn vị sẽ tiếp nhận quân tiếp viện từ Triều Tiên, đã cố gắng xác định xem chiếc xe tải dừng lại có nằm trong bảng cân đối kế toán của họ hay không và tại sao tài xế lại không có các giấy tờ cần thiết. Trước đó vào ngày 8 tháng 10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên có khả năng sẽ gửi một số lực lượng vũ trang chính quy của mình tới Ukraine để hỗ trợ Nga. Vào ngày 13 tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng Triều Tiên không chỉ cung cấp vũ khí cho Nga mà còn cung cấp cả binh lính, đồng thời kêu gọi các đối tác tăng cường viện trợ cho Ukraine. Vào ngày 17 tháng 10, ông Zelensky nói rõ rằng Nga có ý định đưa khoảng 10.000 binh sĩ từ Triều Tiên vào cuộc chiến chống lại Ukraine. Vào ngày 18 tháng 10, trưởng phòng tình báo quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov xác nhận rằng khoảng 11.000 lính bộ binh Triều Tiên hiện đang được huấn luyện ở phía đông nước Nga. Họ sẽ sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine sớm nhất vào ngày 1 tháng 11. Tuần trước, tình báo Hàn Quốc đưa tin Bình Nhưỡng đã gửi 3.000 quân tới Nga để hỗ trợ lực lượng Nga trong các cuộc chiến chống lại Ukraine. Các đơn vị quân đội Triều Tiên đầu tiên phải trải qua khóa huấn luyện tại các bãi huấn luyện ở phía đông nước Nga đã đến vùng chiến sự. Họ được phát hiện tại tỉnh Kursk của Nga vào ngày 23 tháng 10. Quân đội Nga cùng với lực lượng biên phòng và các đơn vị vệ binh quốc gia đã đẩy lùi một nỗ lực xâm nhập vào vùng Bryansk. Thống đốc Alexander Bogomaz cho biết trong một tuyên bố trên Telegram ngày 27 tháng 10. Theo thống đốc, một nhóm vũ trang đã tìm cách vượt biên giới Nga với Ukraine gần làng Manes, nằm ngay trên biên giới, khu định cư nhỏ này đã bị bỏ hoang trong nhiều năm. Thống đốc Alexander Bogomaz cho biết, lực lượng biên phòng cùng với quân đội và lực lượng an ninh đã nổ súng vào nhóm vũ trang này và buộc chúng phải rút lui. Quy mô của lực lượng xâm nhập cũng như tổn thất tiềm tàng của lực lượng này vẫn chưa rõ ràng. Ông Bogomaz chưa báo cáo bất kỳ thương vong nào về phía Nga. Tình hình trong khu vực vẫn ổn định và khu vực biên giới hiện do Bộ Chỉ huy tác chiến khu vực kiểm soát. Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Nga cũng như quân đội Ukraine đều chưa bình luận về vụ việc. Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào các cơ sở năng lượng và các công trình dân sự khác. Vào đầu tháng 8, lực lượng của Kiev cũng đã dàn dựng một cuộc tấn công lớn vào vùng Kursk lân cận, nơi cũng giáp với vùng Sumy của Ukraine ở phía nam. Lực lượng Ukraine đã đạt được một số tiến triển ban đầu trong những ngày đầu của chiến dịch, nhưng đã nhanh chóng bị lực lượng Nga ngăn chặn. Trong gần 2 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm nhập, quân đội Nga đã giành được hơn 10 khu định cư ở gần biên giới. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, tổng số binh lính Ukraine thiệt mạng trong chiến dịch đã vượt quá 20.000 người. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 28 tháng 10 cho biết, Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã quy trách nhiệm cho quân đội Hàn Quốc về việc phóng thiết bị bay không người lái UAV vào lãnh thổ nước này vì mục đích chính trị. Bộ Quốc phòng Triều Tiên đã công bố kết quả cuối cùng của cuộc điều tra sau khi tuyên bố rằng UAV của Hàn Quốc đã bay qua Bình Nhưỡng ít nhất 3 lần trong tháng 10 để giải truyền đơn chống Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cũng đã công bố những bức ảnh mô tả là UAV quân sự của Hàn Quốc bị rơi. Trong quá trình phân tích chương trình điều khiển UAV này, chính quyền Triều Tiên cho biết họ đã phát hiện ra hơn 230 kế hoạch bay và nhật ký bay kể từ tháng 6 năm 2023, bao gồm một kế hoạch phát tán rác thải có động cơ chính trị. Một hồ sơ ngày 8 tháng 10 vừa qua cho thấy UAV đã rời khỏi đảo biên giới Byeongdu của Hàn Quốc vào đêm muộn và giải truyền đơn trên các tòa nhà của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Triều Tiên ở Bình Nhưỡng vài giờ sau đó. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cũng dẫn lời một phát ngôn viên của Triều Tiên cảnh báo rằng nước này sẽ đáp trả bằng cuộc tấn công không thương tiếc nếu vụ việc như vậy tái diễn. Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin ngày 28 tháng 10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán theo thể thức 2+2 giữa các quan chức quốc phòng và ngoại giao hàng đầu của hai nước trong tuần này, trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên gia tăng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, cuộc thảo luận sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương giữa Ngoại trưởng Choe Son Hui, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong Hyun của Hàn Quốc và Ngoại trưởng Antony Blinken cùng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các quan chức hàng đầu của hai nước sẽ có các cuộc thảo luận rộng rãi về bán đảo Triều Tiên, liên minh song phương và các vấn đề khu vực và toàn cầu khác. Hàn Quốc và Mỹ cũng sẽ đưa ra tuyên bố chung sau các cuộc thảo luận. Cuộc đối thoại diễn ra vào thời điểm Triều Tiên được cho là đã cử quân đến Nga để có thể triển khai tại Ukraine. Hàn Quốc và Mỹ đã xác nhận việc Triều Tiên điều động hàng nghìn binh sĩ đến miền đông nước Nga. Trong diễn biến liên quan, sau cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia trong tuần qua, các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc đã lên án Triều Tiên gửi quân tới Nga. Nhiệm vụ của nhóm binh sĩ này chưa được nêu rõ ràng, nhưng Ukraine cho biết họ đến đó để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Kiev. Các quan chức cũng thông báo với các cơ quan báo chí rằng Seoul có thể gửi vũ khí tới Ukraine như một phần của một loạt các biện pháp đối phó theo từng giai đoạn. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc mới đây dẫn lời các quan chức an ninh cho biết Seoul thậm chí có thể cử quân nhân tới Ukraine để giám sát sự hiện diện của Triều Tiên trong cuộc xung đột. Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Hàn Quốc sẽ phải gánh chịu những hậu quả về an ninh nếu nước này tham gia vào cuộc xung đột. Các nhà phân tích cho rằng Nga có lý do chính đáng để lo ngại về hành động của Hàn Quốc. Jeremy Chan, nhà phân tích về Trung Quốc và Đông Bắc Á tại Eurasia Group, nói với Business Insider, vũ khí của Hàn Quốc có khả năng tạo ra sự khác biệt đáng kể về cả khả năng phòng thủ và khả năng tấn công của Ukraine. Ông Jeremy Chan nói, Hàn Quốc, một đồng minh của Mỹ, đã xây dựng một kho vũ khí đáng gờm trong cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ với Triều Tiên. Nó bao gồm các hệ thống phòng không và chống tên lửa có thể giúp Ukraine bảo vệ các thị trấn và các cơ sở hạ tầng khỏi các cuộc tấn công của Nga. Ngoài ra còn có pháo K9 Howitzer, xe tăng K2 và hệ thống phóng nhiều tên lửa đẳng cấp thế giới. Seoul đã hỗ trợ cung cấp đạn pháo 155mm rất cần thiết cho Ukraine. Hàn Quốc cũng gửi đạn cho các đồng minh phương Tây như Mỹ và Ba Lan, giúp họ có điều kiện gửi đạn của mình tới Ukraine. Ellen Kim, một chuyên gia về Triều Tiên thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, D.C., nói rằng sự hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho Kiev có thể bao gồm việc cung cấp thông tin tình báo về vũ khí và chiến thuật của Triều Tiên. Thời gian qua, giới chức Hàn Quốc liên tục cáo buộc Triều Tiên gửi quân sang Nga để hỗ trợ nước này trong cuộc xung đột với Ukraine. Không chỉ cáo buộc, Hàn Quốc còn cực lực phản đối một động thái gửi quân như vậy. Trong bối cảnh đó, hiện đang rộ lên thông tin Hàn Quốc có thể gửi vũ khí giúp Ukraine đối phó với quân đội Nga và quân đội Triều Tiên. Không những thế, mới đây, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời giới chức an ninh Hàn Quốc cho biết Seoul thậm chí có thể gửi nhân lực quân sự tới Ukraine để giám sát sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thông tin này khiến Bộ Ngoại giao Nga đe dọa rằng Hàn Quốc sẽ đối mặt với hậu quả an ninh nếu họ dính dáng vào cuộc xung đột. Kho vũ khí đáng sợ của Hàn Quốc. Giới phân tích cho rằng mối quan ngại của Nga là có thật. Jeremy Chan, nhà phân tích về Trung Quốc và Đông Bắc Á tại Eurasia Group, nói với Business Insider, vũ khí Hàn Quốc có tiềm năng tạo ra sự khác biệt đáng kể cho cả năng lực phòng thủ và tấn công của Ukraine. Do cuộc đối đầu kéo dài hàng thập kỷ với Triều Tiên, Hàn Quốc, một đồng minh của Mỹ, đã xây dựng được kho vũ khí đáng sợ, bao gồm các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa có khả năng giúp Ukraine bảo vệ các thị trấn, thành phố và cơ sở hạ tầng của mình trước các cuộc tập kích của Nga. Nhà phân tích Chan cho biết, kho vũ khí của Hàn Quốc bao gồm lựu đạn pháo K9 đẳng cấp thế giới, xe tăng K2 và các hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Hàn Quốc đã trợ giúp cung cấp cho Ukraine đạn pháo 155mm, thứ mà Kiev rất cần, dù là theo cách gián tiếp. Hàn Quốc đã gửi đạn dược đến các nước đồng minh như Mỹ và Ba Lan và đến lượt mình các nước này gửi số đạn dược đó cho Ukraine. Ellen Kim, chuyên gia về bán đảo Triều Tiên, tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington nói rằng sự ủng hộ của Seoul dành cho Kiev có thể còn bao gồm cung cấp thông tin tình báo về vũ khí và chiến thuật của Triều Tiên. Bên cạnh đó, chuyên gia Kim cũng cho biết Hàn Quốc có thể hỗ trợ Ukraine bằng một chiến dịch tâm lý chiến nhằm vào binh sĩ Triều Tiên không muốn tham chiến. Trở ngại đối với Hàn Quốc. Mặc dù nhiệt tình ủng hộ Ukraine, trên thực tế Hàn Quốc gặp một số trở ngại đáng kể khi muốn vũ trang cho Ukraine. Trước tiên là lệnh cấm giải lâu của Hàn Quốc đối với hành động gửi viện trợ quân sự cho các nước khác trong xung đột. Chuyên gia Chan nói rằng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sẽ gặp khó khăn nếu muốn dỡ bỏ lệnh cấm trên thông qua Quốc hội nước này. Ông Chan nói, nếu muốn Hàn Quốc cho phép xuất khẩu vũ khí sang Ukraine, thì trước tiên phải chứng minh được hành động của Triều Tiên tạo ra mối đe dọa rõ ràng và cấp bách đối với an ninh quốc gia của Hàn Quốc. Một trở ngại khác mà các chuyên gia Chan và Kim trích dẫn, không muốn phá hủy hoàn toàn quan hệ với Nga, bất chấp việc họ ngày càng lo ngại Điện Kremlin hỗ trợ cho Triều Tiên và ông Kim Jong-un. Nhân tố thứ ba là nguy cơ Hàn Quốc có thể bị lôi cuốn vào cuộc xung đột Ukraine vượt quá ý định ban đầu. Steve McFest, giáo sư chiến lược tại Đại học Georgetown của Mỹ nhận định, có nguy cơ nếu tham chiến thì Hàn Quốc bắn vào cả lính Nga và lính Triều Tiên. Điều này sẽ quốc tế hóa và mở rộng cuộc xung đột Ukraine hơn nữa. Giáo sư McFest cảnh báo, về kịch bản tồi tệ nhất ở đây là nguy cơ nổ ra xung đột hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, lôi kéo cả Mỹ và Trung Quốc cùng tham chiến. Theo hãng tin Yonhap, ngày 26 tháng 10, Triều Tiên đã bày tỏ phản đối cuộc tập trận không quân chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cáo buộc Washington đang đẩy khu vực vào tình thế khó kiểm soát. Trong tuyên bố được đăng tải trên bản tin của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã mô tả cuộc tập trận Freedom Flag là hành động quân sự mang tính khiêu khích. Cuộc tập trận mang tên Freedom Flag được bắt đầu từ tuần này và kéo dài đến ngày 1 tháng 11, với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Đây là lần đầu tiên Freedom Flag được tổ chức. Freedom Flag thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ của Mỹ và Hàn Quốc, như cuộc tập trận Flying Training trong nửa đầu năm và Vigilant Defense trong nửa cuối năm. Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây đã gia tăng. Hôm 15 tháng 10, Triều Tiên bắt đầu cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Theo KCNA, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây, thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên, đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong một diễn biến khác, ngày 25 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong-un sẽ tham dự Hội nghị tham vấn Mỹ-Hàn lần thứ 56 tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 10 tới. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về cách triển khai thực tế tầm nhìn quốc phòng quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn Quốc mà hai bên nhất trí vào năm ngoái, cũng như củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai nước. Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên vừa được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra Hạ viện phê chuẩn. Hiệp ước được ký tại Triều Tiên vào ngày 19 tháng 6, quy định hai nước thường xuyên hỗ trợ và phát triển quan hệ đối tác chiến lược dựa trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, cũng như dựa trên luật pháp quốc tế và mỗi nước. Trong trường hợp xuất hiện mối đe dọa trực tiếp xảy ra hành động xâm lược vũ trang đối với một nước, theo yêu cầu của một bên, hai bên ngay lập tức sử dụng kênh liên lạc song phương để tham vấn, phối hợp lập trường và biện pháp hỗ trợ loại bỏ mối đe dọa. Nếu một bên bị tấn công vũ trang từ bên thứ ba, thì bên kia ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện hiện có theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc và pháp luật hai nước. Khi trình bày hiệp ước trước các thành viên Quốc hội của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yuri Rudenko đã nhấn mạnh hiệp ước mang tính chất phòng thủ và hòa bình và được thông qua nhằm chống lại sự gia tăng quân sự của phương Tây ở châu Á-Thái Bình Dương. Theo hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, Nga và Triều Tiên có nghĩa vụ không ký với các nước thứ ba thỏa thuận chống lại chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ, quyền bầu cử tự do và phát triển hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa và các lợi ích then chốt khác của bên kia, cũng như không tham gia vào các hoạt động như vậy. Hai bên không cho phép nước thứ ba sử dụng lãnh thổ của mình để vi phạm chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nước kia. Phát biểu tại phiên họp của Duma, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga Rudenko cho biết hiệp ước được ký kết trong bối cảnh thay đổi cơ bản tình hình địa chính trị trong khu vực, gia tăng căng thẳng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, xuất hiện các liên minh quân sự, xuất hiện các hệ thống tên lửa của nước ngoài trong khu vực đe dọa an ninh của Nga. Vì vậy, hiệp ước có nhiệm vụ đóng vai trò ổn định ở Đông Bắc Á, đóng góp tích cực vào cân bằng lực lượng trong khu vực, trên cơ sở an ninh không chia cắt, giảm nguy cơ tái diễn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, trong đó có thể có sử dụng vũ khí hạt nhân, đặt cơ sở xây dựng hệ thống an ninh Á-Âu mới. Ông Rudenko nhấn mạnh, hiệp ước không nhằm chống lại an ninh của các bên thứ ba và chỉ mang tính chất phòng thủ. Đại sứ của Nga tại Hàn Quốc Georgy Zinoviev nhấn mạnh Moscow vẫn đang theo đuổi chính sách giải quyết ngoại giao tình hình trên bán đảo Triều Tiên trên cơ sở an ninh không chia cắt và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này. Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa Nga và Triều Tiên đã gây ra nhiều lo ngại từ Mỹ và Hàn Quốc. Mỹ từ lâu đã cáo buộc Điện Kremlin sử dụng hết đạn dược và mất thiết bị quân sự hạng nặng tại Ukraine, buộc Nga phải tìm đến các đồng minh và các đối tác như Triều Tiên để duy trì cuộc chiến. Triều Tiên đã chỉ trích cuộc tập trận không quân giữa Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời cáo buộc Washington đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình hình không thể kiểm soát. Lời chỉ trích của Triều Tiên liên quan tới cuộc tập trận Freedom Flag kéo dài 12 ngày được triển khai từ ngày 21 tháng 10 tại nhiều căn cứ không quân khác nhau ở Hàn Quốc với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Ngày 26 tháng 10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, cuộc tập trận Freedom Flag là hành động khiêu khích quân sự rất nguy hiểm nhằm mục đích phát động một cuộc tấn công phủ đầu và bất ngờ vào Triều Tiên. Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ khuyến khích sự đối đầu của Hàn Quốc bằng cách ủng hộ việc thả tờ rơi tuyên truyền tới Triều Tiên và tiếp tục triển khai các tài sản chiến lược trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố của quan chức Triều Tiên cho rằng Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình trạng không thể kiểm soát và nếu một tình huống không ai mong muốn xảy ra, Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì là động lực chính làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Cuộc tập trận mang tên Freedom Flag bắt đầu từ tuần này và kéo dài đến ngày 1 tháng 11 với sự tham gia của không quân Hàn Quốc, Mỹ và Australia. Đây là lần đầu tiên Freedom Flag được tổ chức. Sự kiện này sẽ thay thế các cuộc tập trận không quân quy mô lớn thường kỳ của Mỹ, Hàn Quốc như cuộc tập trận Flying Training trong nửa đầu năm và Vigilant Defense ở nửa cuối năm. Sự kiện huy động khoảng 110 máy bay, bao gồm chiến đấu cơ tàng hình F-35A và F-15K của Hàn Quốc, cùng các tiêm kích F-35B, F-16 và máy bay không người lái UAV MQ-9 của Mỹ. Không quân Hoàng gia Australia cũng tham gia cuộc tập trận với một máy bay vận tải tiếp liệu đa năng KC-30A. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây đã gia tăng. Ngày 15 tháng 10 vừa qua, Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên triều. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Trong diễn biến khác, ngày 25 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong Hyun sẽ tham dự hội nghị tham vấn an ninh Mỹ-Hàn SCM lần thứ 56 tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 10. Mỹ-Hàn Quốc dự kiến sẽ thảo luận về cách triển khai thực tế tầm nhìn quốc phòng quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn mà hai bên nhất trí vào năm ngoái, cũng như củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai nước. Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng Mỹ-Hàn sẽ tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg của Mỹ, Hàn Quốc sẽ trình bày một số thông tin tình báo về việc triển khai quân đội Triều Tiên tới Nga cho các quan chức tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại cuộc họp của Liên minh ngày 28 tháng 10. Các nguồn tin cho biết, phản ứng tiềm tàng của NATO là có hạn, nhưng có thể bao gồm việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và xây dựng quan hệ đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Tài liệu của Hàn Quốc chỉ ra rằng quân đội Triều Tiên dự kiến sẽ được triển khai ở mặt trận sau khi hoàn thành khoảng một tháng huấn luyện tại các cơ sở quân sự của Nga. Một tài liệu tình báo của Hàn Quốc cho biết Điện Kremlin có thể có kế hoạch cung cấp cho người Triều Tiên vũ khí và quân phục chiến đấu, cũng như giấy tờ tùy thân giả để khiến họ trông giống cư dân ở các khu vực phía đông của Nga. Hội nghị tham vấn an ninh Mỹ-Hàn SCM lần thứ 56 sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington DC vào ngày 30 tháng 10 tới. Ngày 25 tháng 10, Lầu Năm Góc thông báo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Jong Hyun tham dự hội nghị tham vấn an ninh Mỹ-Hàn SCM lần thứ 56 tại thủ đô Washington vào ngày 30 tháng 10. Dự kiến hai bên sẽ thảo luận về cách thức triển khai thực tế tầm nhìn quốc phòng quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn mà hai bên nhất trí vào năm ngoái, cũng như củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh chiến lược toàn diện toàn cầu giữa hai quốc gia. Ngoài ra, lãnh đạo quốc phòng Mỹ-Hàn sẽ tiến hành đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên liên quan đến việc Bình Nhưỡng cử binh sĩ tới Nga, trao đổi về chính sách hợp tác đối phó với Triều Tiên và các biện pháp tăng cường khả năng răn đe mở rộng cũng như hợp tác toàn diện trong lĩnh vực quốc phòng. Tham dự cuộc họp còn có các quan chức cấp cao khác của hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao. Nhân dịp này, đại diện phía Hàn Quốc sẽ đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Triều Tiên ở Washington DC, thăm một cơ quan nghiên cứu hệ thống phức hợp máy bay có người lái và không người lái của Mỹ. Tình hình bán đảo Triều Tiên đã và đang trở thành tâm điểm khu vực quốc tế trong suốt thời gian qua, liên tiếp các động thái đầy căng thẳng và tăng cao, nguy cơ bùng phát các cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên hiện hữu. Trước đó, Triều Tiên đã bác bỏ những đồn đoán từ Hàn Quốc và Ukraine rằng Bình Nhưỡng gửi quân tham chiến cùng Nga trong xung đột Ukraine. Theo hãng thông tấn Yonhap, thông tin trên do một đại diện của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc phát biểu trong một cuộc họp Ủy ban lần thứ nhất Hội đồng Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế ngày 21 tháng 10. Đây là bình luận công khai đầu tiên của một quan chức Triều Tiên kể từ khi cơ quan tình báo Hàn Quốc tuần trước cho biết Bình Nhưỡng quyết định sẽ gửi khoảng 12.000 quân đến chiến đấu trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và điều động khoảng 1.500 quân tới Vladivostok để huấn luyện thích nghi. Quan chức trên nhấn mạnh, về cái gọi là hợp tác quân sự với Nga, phái đoàn của tôi không cảm thấy cần phải bình luận về những đồn đoán dập khuôn vô căn cứ. Trước đó cùng ngày 21 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng khẳng định Moscow cam kết tiếp tục duy trì hợp tác với Bình Nhưỡng, song không trả lời câu hỏi về việc liệu Nga có sử dụng quân đội Triều Tiên hay không. Ông Peskov nói rõ, Triều Tiên là nước láng giềng và đối tác thân thiết của Nga. Chúng tôi phát triển quan hệ trong mọi lĩnh vực và đó là chủ quyền của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa sự hợp tác này. Về đồn đoán quân đội Triều Tiên ở Nga, phía Mỹ phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng đây sẽ là một diễn biến đáng lo ngại và Washington đang tham vấn các đồng minh đối tác về những hậu quả của một động thái táo bạo như vậy. Trong khi đó, phát ngôn của Ủy ban châu Âu Peter Sano đã cho biết Liên minh châu Âu rất quan ngại nếu các báo cáo về vụ việc là sự thật. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine vừa thông báo trên kênh Telegram cho hay các đơn vị Triều Tiên đầu tiên được huấn luyện tại Nga đã được triển khai tại khu vực Kursk, một khu vực biên giới của Nga đang bị quân đội Ukraine xâm nhập. Phía Ukraine cho biết khoảng 12.000 quân nhân Triều Tiên, bao gồm 500 sĩ quan và 3 tướng lĩnh, đã có mặt tại Nga và hoạt động huấn luyện đang diễn ra tại 5 căn cứ quân sự. Thông báo có đoạn, Moscow đã bổ nhiệm Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus Bekyev-Kurov chịu trách nhiệm kiểm soát hoạt động huấn luyện và điều chỉnh quân đội Triều Tiên. Các quan chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên trong lĩnh vực quân sự được thực hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Tại phiên họp toàn thể ngày 24 tháng 10, Duma Quốc gia Hạ viện Nga đã phê chuẩn Hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Triều Tiên. Hiệp ước ký tại Bình Nhưỡng ngày 19 tháng 6 và được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra Duma phê chuẩn ngày 14 tháng 10. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết, hiệp ước này sẽ đưa quan hệ giữa Nga với Triều Tiên lên một tầm cao mới và góp phần vào việc tạo ra một hệ thống quốc tế đa cực công bằng. Ông Rudenko nói, hiệp ước này là công khai, sẽ được công bố và không có điểm bí mật nào trong đó. Mọi thứ đều được nêu rất rõ ràng. Đáng chú ý, hiệp ước có một điều khoản là nếu một trong hai bên phải chịu một cuộc tấn công vũ trang của một quốc gia và nhận thấy mình đang ở trong tình trạng giao tranh, thì bên kia sẽ cung cấp ngay lập tức sự hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi cách có thể, theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và Luật pháp quốc gia. Trước đó, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin ngày 21 tháng 10, Triều Tiên đã bác bỏ những đồn đoán vô căn cứ từ Hàn Quốc và Ukraine rằng Bình Nhưỡng gửi quân nhân tới tham chiến cùng Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời khẳng định quan hệ với Moscow là hợp tác và hợp tác. Đây là bình luận công khai đầu tiên từ một quan chức Triều Tiên kể từ khi cơ quan tình báo Hàn Quốc tuần trước cho biết Triều Tiên đã quyết định gửi khoảng 12.000 quân nhân để chiến đấu trong cuộc giao tranh của Nga ở Ukraine và đã điều động 1.500 quân nhân đến Vladivostok để huấn luyện thích nghi. Trong một diễn biến đáng chú ý, kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra đến nay, Hàn Quốc chủ yếu chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo và trang thiết bị phi sát thương cho Ukraine. Nhưng một nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc cho biết, điều này có thể thay đổi và việc cung cấp vũ khí trực tiếp cho Kiev đang được xem xét. Trước đó, vào ngày 18 tháng 10, Hàn Quốc cho biết việc Triều Tiên đưa quân nhân đến Nga là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo rằng Seoul sẽ phản ứng bằng cách huy động mọi phương tiện, trong đó phải kể đến sự hợp tác với cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Hàn Quốc khó có thể thay đổi lập trường sớm vì những hạn chế trong luật pháp của nước này. Jenny Chao, thành viên cấp cao tại trung tâm Stimson, đánh giá Hàn Quốc luôn có thái độ cứng rắn trước những động thái mới của Triều Tiên, nhưng việc nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine là điều rất khó khăn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!